tọa đàm, định vị và nâng tầm thương hiệu Việt trong xu thế hội nhập vừa diễn ra tại Hà Nội. Đây là chương trình đối thoại mở và đa chiều do Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương kết hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội tổ chức trong bối cảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam đang có nhiều thuận lợi song hành thách thức khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đã có hơn 150 đại biểu đại diện từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và các doanh nghiệp liên quan tới phát triển thương hiệu và xuất nhập khẩu tới tham dự. Tại buổi tọa đàm, cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương ông Vũ Bá Phú cho biết, năm 2020 là dấu mốc đáng nhớ của Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến triển vọng GDP, lạm phát và bất ổn kinh tế của tất cả các nước trên thế giới. Việt Nam được đánh giá cao nhờ công tác xử lý khủng hoảng y tế và kinh tế, kịp thời cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu buộc Việt Nam phải có chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia nói riêng cũng như thương hiệu sản phẩm nói chung để đẩy mạnh hội nhập, cạnh tranh với các quốc gia đã sớm có tên tuổi trên thị trường quốc tế. Việt Nam đã trải qua 17 năm triển khai chương trình thương hiệu quốc gia và cũng gặt hái nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức cần chinh phục. Thông qua việc trao đổi, chia sẻ tọa đàm đã đưa ra nhiều kiến nghị tham mưu cho chính phủ và các cơ quan trong xây dựng chiến lược thương hiệu quốc gia việt nam phù hợp với xu thế hội nhập giúp cộng đồng doanh nghiệp việt nam vươn tới những giá trị thương hiệu mới từ đó chủ động nâng tầm thương hiệu việt trên thị trường quốc tế